Cậu là Hà, phó giám đốc cảng Cồn Vinh, mới lên nhận chức đấy à? Dạ vâng, chào anh ạ. Anh có phải là anh Minh Châu trong truyền thuyết đúng không ạ? Em nghe mọi người kể về anh đã nhiều, nhưng hôm nay mới có dịp gặp gỡ ạ. Những cái xưng danh đấy là từ những ngày mà chúng tôi còn trẻ cơ. Bây giờ anh em rút lui về làm việc ở tại cảng hết rồi. Bây giờ bà con ở đây ai cũng gọi tôi là Minh Cá Ngừ. Thế sao? Hôm nay cậu lên đây gặp tôi là có việc gì? Thực chẳng giấu gì anh. Như anh đã biết, con đường lưới liền 6 tỉnh ven biển sắp hoàn thành. Và nó cũng chạy qua cả cảng Cồn Vinh của ta. Nếu như vậy là điều đáng mừng. Chứ còn có gì phải lo nữa hả cậu? Vâng, nhưng nó là một chiếc bánh khổng lồ mà ai cũng muốn có một phần. Ý cậu là? Nghĩa là ngoài tìm bến bãi ra, các ngư dân và các lái buôn sẽ phải đóng thêm một khoản phí nữa, gọi là phí neo đậu, phí cân. Mỗi tàu thuyền sẽ phải đóng từ 500 đến 700 nghìn. Tàu càng lớn, sản lượng càng nhiều thì phí sẽ càng lớn. Số tiền này sẽ để chuyển cho các thành phần ở trên để bảo kê cho họ. Lại còn có cả trường hợp như vậy nữa cơ à? Thôi được rồi, nếu mà đã như vậy thì tôi sẽ lên kế hoạch cho cậu triệt phá được ổ nhóm đường dây này. Phải làm sao cho những người đứng sau bảo kê phải xuất đầu lộ diện. Không thể để cho bọn xã hội đen ngông cuồng làm càn như vậy được. Dạ vâng ạ. À anh ơi, em có chút quà đến đây để gửi anh. Đây là sản phẩm sữa tăng lực của Kohino. Sản phẩm này có tác dụng tăng cường thể lực. Anh cầm về cho em vui nhá. Cái cậu này, chu đáo ấy thì chu đáo nó vừa thôi. Tôi cảm ơn. Dạ vâng, mong thời gian tới anh giúp chúng em. Cậu cứ yên tâm đi, những việc chính đáng tôi sẽ đều giúp hết mình. Chuyện ở chợ cá em lo đến đâu rồi? Dạ thưa anh, chuyện ở chợ cá em lo ổn rồi. Tốt. Đại ca. Chuyện gì? Sao bọn mày cứ cuống hết cả lên thế? Nhưng mà chuyện này quan trọng thật anh ạ. Nói đi. Bắt đầu cảng, chúng nó mời thằng nào về anh ạ. Tự nhiên sắp xếp quy hoạch lại, không một đứa nào đóng tiền cả. Không một đứa nào đóng tiền à? Chỉ một vài tàu lạ thì chúng nó mới chịu đóng tiền thôi ạ. Thế đã chết đói chưa? Mà chúng mày cứ nhắng hết cả lên thế. Cứ làm theo cách cũ, thằng nào sẽ thích tiền. Nhưng từ hôm về đến giờ thằng đấy không ra mặt, chỉ giao việc cho thằng Hà xử lý, nên bọn em chưa biếu quà được ạ. Được rồi, ta sẽ cho chúng nó biết thế nào là đùa với lửa. Đi. Vâng, em sẽ cố gắng cho triển khai sớm ạ. Dạ vâng, dự án. Dạ em xin phép ạ. Em đang có chút việc riêng. Vâng, em sẽ gọi lại sau ạ. Vâng. Các anh muốn gì? Muốn gì à? Tao muốn nói chuyện với mày. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với các anh cả. Khá quá nhỉ. Dạo này có người chống lưng cho, cứng ra phết. Nhưng mà cứng đến đâu thì cứng, động vào miếng cơm của bọn tao ấy, tao không để yên đâu. Miếng cơm manh áo của các anh là ăn chặn cho mối công sức của người khác. Con run sao lắm cũng quần. Các anh hiếp người dân lâu như vậy thì ngày hôm nay người dân đứng lên chống lại các anh chẳng có gì là sai cả. Thôi, bọn tao không có học, đừng có nói đạo lý. Bọn tao ấy chỉ dùng nắm đấm thôi. Hôm nay mày không nói ra ai là người đứng sau lưng mày thì mày không về được đâu. Các anh đừng có uy hiếp tôi. Hôm nay các anh có làm gì
tôi cũng không nói đâu. Cứng à? Để tao xem mày cứng đến đâu. Phong độ lúc đầu của mày đâu rồi? Đại ca nhìn xem, thở bây giờ còn không ra hơi, nói gì đến phong độ lúc đầu. Để tao xem mày cứng đến bao giờ. Đánh tiếp. Chủ thuyền này là thằng nào? Tàu này là của tôi ạ. Mày ra đây tao bảo. Anh là... Anh Ben, anh hàng xóm nhà mình đây. Tưởng ai. Thế anh đi qua đây làm gì đấy ạ? Hình như tao là hàng xóm của mày nên mày nhờ đúng không? Anh... Kìa anh, hàng xóm với nhau, tôi có làm gì anh đâu mà anh lại đánh tôi như vậy. Thằng nào xui khiến mày không đóng tiền cho bọn tao? Tiền? Chẳng phải sau khi quy hoạch, các chủ tàu như chúng tôi chỉ phải đóng tiền cho ban quản lý cảng, chứ sao lại còn phí gì khác vậy? Đấy là luật lệ, còn tao là luật rừng. Tiền bọn mày phải đóng cho bọn tao ấy là tiền bình yên ở đây. Không, chúng tôi ở đây sẽ không ai đóng tiền cho các người những khoản vô lý như vậy đâu. Được rồi, từ nay về sau mày không cần phải đóng tiền nữa đâu. Bởi vì từ nay về sau mày không còn tàu để đóng tiền nữa đâu. Đó tàu đó. Kìa, tôi xin các người đừng làm như vậy chứ. Muộn rồi. Đừng. Hôm nay tao sẽ xử lý mày để cho những thằng khác noi gương. Dừng tay lại ngay. Nếu như ngày hôm nay que diêm để cháy thì cuộc đời chúng mày ngày mai sẽ không biết đi về đâu đâu. Mày đừng có nói đạo lý. Ở đây bọn tao không dùng mồm đâu, mà là dùng nắm đấm. Chúng mày thích chơi gì tao chiều hết. Nhưng bản thân thằng Minh Dâu để ra đường, trước khi làm gì cũng đều phải biết đúng sai. Đúng. Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Thằng nào có tiền thì thằng đấy đúng. Có tiền, có nhiều cách để kiếm tiền, chứ không phải là kiếm tiền trên thân xác của bà con những người lao động. Bớt dài dòng đi. Tiện có mày ở đây, tao xử lý chung một thể. Bản lĩnh ấy thì mày cứ điện cho thằng bầu chó, là thằng đang đỡ đầu cho mày, xem bây giờ nó ở đâu. Mày không cần phải dọa. Không còn thông tin gì đâu. Nó bị bắt lúc 5 giờ chiều nay rồi. Mọi thông tin bằng chứng về chúng mày, cậu Hà đã thu thập đầy đủ ở đây. Nhưng ngày hôm nay tao ra đây là tao còn muốn cho mày một cơ hội. Quay đầu đi, tao lo cho mày một công việc khác. Thôi, đừng có nói mồm. Có giỏi thì chơi tay đôi đi. Bản lĩnh thì thằng nào cũng có thừa, nhưng bản lĩnh mà không có cái này ấy thì sớm muộn gì mày cũng sẽ đi theo chân thằng Mẩu thôi. Tao cho mày 2 sự lựa chọn. Một là mày vào tù đi theo chân thằng Mẩu. 2 là đi theo tao. Tao sẽ sắp xếp cho mày một công việc tử tế và lương thiện. Lương thiện à? Tao cũng muốn làm người lương thiện đấy. Nhưng xã hội này có cho tao lương thiện không? Xã hội không cho, tao đã cho rồi. Còn tùy con đường của mày lựa chọn. Mày muốn đi đâu thì chỉ cần nói với tao một câu thôi.
Yên tâm, em của mày về đây, tao cũng sẽ nuôi hết. Và chúng nó sẽ đều có công việc. Mày không thất hứa chứ? Bản thân thằng Minh Dâu này mà thất hứa thì đã không đủ bản lĩnh sống đến ngày hôm nay rồi. Được, tao theo mày.